Cuộc sống người Hàn Quốc thay đổi thế nào trong dịch COVID-19? Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch Hàn Quốc KCDC, tổng số ca nhiễm bệnh của quốc gia này lên tới 6.284 trường hợp với 42 ca tử vong. Trong số 518 trường hợp mới, có 367 trường hợp ở Daegu và 123 trường hợp ở Bắc Giang Sang. Tổng số trường hợp được xác nhận ở Daegu và Bắc Giang Sang lần lượt là 4.694 và 984 các tỉnh và thành phố lớn khác cũng đã xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh, trong đó Seoul thêm 2 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số lên 105. Các trường hợp mới cũng được xác nhận ở một số tỉnh như Daejeon, Gangwon, Trung Trân. Bên cạnh đó, tính đến ngày 6 tháng 3, tổng cộng có hơn 102 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hạn chế nhập cảnh hoặc áp đặt các thủ tục kiểm dịch khó khăn hơn đối với người dân Hàn Quốc. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng ở Hàn Quốc, khẩu trang đột nhiên trở thành mặt hàng khan hiếm đắt đỏ trên đường phố hàn quốc suốt những ngày qua nơi nào có khẩu trang là nơi đó có những người xếp hàng dài cả chục mét tuy nhiên lượng khẩu trang không đủ dẫn đến tình trạng nhiều người dân phải trở về tay không sau nhiều giờ xếp hàng tôi cảm thấy có lỗi khi đã chưa kịp ứng phó để cung cấp lượng khẩu trang cần thiết cho người dân tổng thống moon jae in bày tỏ một số hình ảnh về cuộc sống của người dân hàn quốc trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lây lan nhanh chóng tại nước này tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại